bạn số đây này tao khnhi ngày này xong chun video clip mũi bằng hai này tao khnhi ông pi được biết giờ xe cái cá pe prolong này tao khnhi pro hai giờ tay tại bàn đăng rư có thọ lư hơi tha nơi pe prolong kỳ ha mình ao dương phơ sinh nhà xong quá nơi lư cả đặc cái cá lao ngày ní trong xong bằng hai này tao khnhi ông pi sinh nhà xong quá tiếng nô ta à vậy khác đây kỳ chặt tóc chia sinh nhà xong quá bạn chẳng xong tạp đàn đối to từ muốn đồng bố muốn nâng châu tự đo ca bằng hai nhằm phí nhà xong quá không xong này nó mà tự ngọt ní chế bằng pinh nơi các ba sẵn lạc cái ca ní chỉ một sần đôi đề này tự ngọt ní bạn khơi nâng khăn ông video ní ní cứ chế tùm rung các ba sẵn lạc cái ca đại kỳ chạy cho ai bài kỳ chuẩn bà lòng xin nhạc bạn mà chung sạc xa tu đi dạp hùm nét chân nằm nà các đôi chân nằm nà đá kỳ tay anh ta chạy kỳ đá tùm rung bạp ní chăng tặng ông kia trao tay bổng pin nơi chấm nọ miền nỉ mờ đồng vùng bò lưỡng nè thì môi lệ bẩn tốp lệ tóc sao mai bờ lóng mận đồ bờ lóng niềm trọc cô nâng niềm khuôn ngày khai chăn cầm nát nâng hạt tờ lệ khà bạn cứ dương bổng pin bạn đi trong ưu tư ho tha bẩn tốp lệ dương bờ lóng cứ lệ học sập rằm pí hoi lệ tóc cứ buồn rơi mà phải rằm hồi xa mai bà lòng là bao dưỡng cư đọc rằm bốn xây há bì bò đọc rằm bốn một đồ là bà lòng anh không ưu thì hò thế vì chia lấy hôn sáng phản tờ chân vì chia lấy dưỡng ai cho xe vị hơi chọc mùi rực bia tớ hơi hôn sáng phản tờ chân bàn á mình miền bà nhà hà thế hơi niêm tờ cô niêm khu luôn ở bên đi không xong đã cho một nhóm chân tới chung miến hơi thằng ngày khai chân cầm nát trong có đã bọc nhóm đá cư mà thấy mỹ thuần ná mà bọn bồn bồn rối bài thập bồn bồn hơi ní hạt tà lệch hà vì con ta chia cầm rú ở nhà tầng ngọt khí bạn đang là việc ta sẽ tài bản nó nhà tầng ngọt khí đã chung mùa nhà tầng ngọt khí máu ngày khai chân cầm nát nhà tầng ngọt khí máu hỏi hạt tà lệ khá to khu lưu bọn nhà tầng ngọt khí nơi trong chùm nội ní trong khơi miền mật phẹt dương rư có khí dương một chùm nôn tài nhà xua thật là cụ ta hạt tà lệ khá dương đã hạt tà lệ khá đôi là ta sẽ nhìn bán rực ọt bạn xong cháu tham mần mềm tì nó hạt tà lệ khá ní cứ hạt tỷ lệ khá to khuôn bao dương đôi à, tạ nhân nó bắt đôi từ nữa còn tại bằng đôi con mình ấy đài tại sau mọi bàn đôi khnía cục sân lập cái ca nó mình tham một chiếc cái đất mai rư một chiếc xây xây cứ sau mọi đôi khnía tại bao viêm đôi khnía có mình miền bành hạ đài nhưng sau chọn bản năng cái này nhìn á hồi chúng tôi dùng khăn một tiếng nó thờ bình đất hạt tỷ lệ khá nó rẻ nữa cái này hạt tỷ lệ khá nó rẻ tầng pi nè ní cứ từ tại miền miền tầng pi từ sân lập cái ca dưới từ chia sẻ là cái cá bàn cà và sân chỉ miền từng pí rư co miền mùi ọt mũi vì chia sẻ là cái cá mình bàn cà chẳng dương đại khát từ tiềm tí ao lục kru rư nẹ kru chia nó rẻ từng pí nẹ này không vật tục lòng nốt cho hạt tài lệ khá ở bốn bốn chia chạm bạch và chia chạm bạch bạn chẳng này tỏ khí nha xong bẩm pinh nở vậy để không đi dây ní ná hay cái lành bỏ phẩm ngạt ní so xong ngạt ní cái dương ăn bẩm pinh thì nè cái đạ cái lành mô thì mũi đã thả bay cả chân mình trao thơ sinh nhà xong qua là vậy mũi nơi lơ sân lắc bảo lòng lòi sân lắc bảo lòng nà đài miên sinh nhà xong qua nâng trao ban phần tụ sầu ta sinh nhà xong qua chìa vậy chẳng dương xong tạm đàn đôi tỏ tử sinh nhà xong qua ruộng miền nè trong ao bà bàn năng sân hay trong sông thì dành tích mấy hai sân nhà sầm quà sân nhà sầm quà miền này tha sân nhà đại thưa ở kỳ quà miền này thà về miền phân phía đại đại trần nam tân nam mùi tứ thưa ở nhà cài quà chẳng khi chặt tục chia sân nhà sầm quà là trong sông rồi giờ chúng nói khác mà bằng hai nhà tạo nghĩa sân nhà sầm quà ưu thì họ đại lệ rứ à so kháng chuyên bẩn tuột khmer nì anh ấy bẩn tuột khmer đi nè nên cái hai thằng bật tuột khăm áo nên cái xuống bàn chay cái đào dưa nó cứ miên chăng bật tuột khăm áo môi hai miên ao ao dương được xây ở trăng á na cả là chăng chắc anh ấy hai bật tuột khăm áo kế mình ao đã vây được ở nơi khang chơi bật tuột khăm áo này cứ tụt ở bên tầm nề từ anh miên đã xó rồi đã lấy cái cục sinh nhà khay ấy bây giờ cái này này cứ tụt tầm nề chăng từng không thể nhận từng ở kia toàn ấy cứ đã lấy rồi xó này cái chơi bật tuột khăm áo cứ khang nắng mình ao đã tề bật to mà tiết đã lấy rư à so nơi chăng ngay pi bẩn tuột khăm ai pi chăng ca rồi xe để ok chặt tục chia sẻ nhà sầm quan lúc trong ưu thì họ thả bờ sân chỉ dương từ xe tam tới ưu thọ từ đồng mang mũi cứ dương đã cả bài nè mình thả ở chua pi tiền nó ở độ kia mình tích à
ឲ្យយើងមើលទៅថាស្អាតហើយមានរបៀបណាហើយខ្ញុំនឹងជូនឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែការហាមនោះគឺដាក់ឆ្ងាយពីបន្ទាត់ខ្មៅខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺរមាំង2អញ្ចឹងអ្នកយើងមកដាក់រមាំង2អ្នកដកឃ្លាចង់មកចាអាមកទៅសេកដាលនេះនេះហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ហើយបាទហៅថាសញ្ញាសម្គាល់អញ្ចឹងយើងដាក់ក្បែរក្បែរនៅបន្ទាត់ខ្មៅណាខាងស្ដាំយើងមិនទៅដាក់ខាងឆ្វេងបន្ទាត់ខ្មៅទេហើយយើងក៏មិនដាក់ឆ្ងាយពេកពីបន្ទាត់ខ្មៅដែរចំណុចទី3សរសេរអក្សរខ្លះប្លែកពីអក្សរដទៃក្នុងសន្លេខកិច្ចការបាទសរសេរអក្សរខ្លះប្លែកពីអក្សរដទៃនៅក្នុងសន្លេខកិច្ចការដូចជាអក្សរធំជាងគេឧបមាថាទាំងអស់ហ្នឹងទូស្មើគ្នារហូតមកស្រាប់តែដល់ពាក្យមួយនោះយើងដាក់អក្សរធំអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាលេចធ្លោជាងគេសញ្ញាសម្គាល់មានន័យថាកន្លែងនឹងវាមានផិនឲ្យគេសម្គាល់បានថាវាមិនដូចគេដូចជាអក្សរនឹងធំជាងគេឬអក្សរនឹងដុតខ្មៅជាងគេនេះដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំទៅសេអក្សរដុតខ្មៅជាងគេឬក៏អាទាំងអស់គ្នាត្រង់ទាំងអស់ទៅស្រាប់អាមកជួនត្រេតអញ្ចឹងវាត្រេតអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាសម្គាល់ដែរធ្វើឲ្យគេមានផិនអាចសម្គាល់បានអញ្ចឹងគេហៅសញ្ញាសម្គាល់ពេលខ្លះយើងមិនមានកំណត់សម្គាល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចូលអាផិនភាកទាំងអស់ហ្នឹងគេចាត់ទុកជាសញ្ញាសម្គាល់អញ្ចឹងកលាស់កដាស់កិច្ចការរបស់ប្អូនហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានគេយកទៅកែទេណាគឺទទួលបានបន្ទុកសូន្យដូចខាងលើមិញដែលគេដាក់ចំណាំឲ្យយើងចំណុចមួយទៀតគឺគូសបន្ទាត់ខុសប្រក្រតីមិនហៅបន្ទាត់ខុសប្រក្រតីដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍វែងហួសអក្សរពេកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ដូចនេះអញ្ចឹងនេះអក្សរដូចនេះប៉ុណ្ណេះដោយពេលយើងគូសឃើញវាសល់ឯកន្លែងនេះអត់មានអក្សរទេតែយើងគូសមកហួសអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គេហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ដែរឬក៏យើងគូសបន្ទាត់ត្រួតពី3ជាន់ណាត្រួតពី3ជាន់ទៅធំពេកត្រួតពី3ជាន់ទៅអាហ្នឹងក៏ហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសេះហើយប្រើទឹកលុបបតិកបតៈយើងដាមពី3ជាន់នេះក៏ហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ហើយអញ្ចឹងបានគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើទឹកលុបទេណាមិនឲ្យប្រើទឹកលុបទេចំណុចមួយទៀតគឺសរសេរអក្សររំលងបន្ទាត់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឃើញអាព្រាព្រាហ្នឹងបន្ទាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងបន្ទាត់បន្ទាត់អញ្ចឹងយើងសេរបន្ទាត់ហ្នឹងចប់យើងចូលមកសេរបន្ទាត់នេះមកបន្ទាត់នេះហើយបន្ទាត់នេះទៀតមិនរំលងឧទាហរណ៍សេរតនឹងទៅហើយមិនលងមកណេះឬមិនលងមកណេះមិនលងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យសរសេររំលងបន្ទាត់ទេប៉ុន្តែចំពោះមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាឬរូបវិទ្យាដែលមានរបាប្រភាករ៉ាឌីកាល់ច្រើនជាន់ស្វ័យគុណច្រើនជាន់ចំពោះមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាគឺយើងអាចរំលងបានខ្ញុំនឹងជូនឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំនឹងជូនឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែដូចជាភូមិប្រវត្តិខ្មែរផែនដីវិជ្ជាជីវវិទ្យាអីក៏រំលងអីណាសរសេរឲ្យគ្រប់បន្ទាត់គឺបន្ទាត់នឹងមកបន្ទាត់នឹងមកបន្ទាត់នឹងមករហូតដល់បញ្ចប់ណាកុំរំលងគូសសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗលើសញ្ញាកិច្ចការដូចជាសញ្ញាថិចសញ្ញាខ្វែងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងណានៅពេលឧថលឃើញកន្លែងនឹងតនេដាក់ខ្វែងមួយខ្វិចនេះជាសញ្ញាសម្គាល់ហើយឃើញកន្លែងនឹងតនេដាក់ថិចមួយខ្វិចឬគូរូបផ្កាអីលេងអញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងឆ្លាស់ហ្នឹងណានេះក៏ហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ដែរអញ្ចឹងមិនត្រូវធ្វើរឿងអស់ទាំងនឹងទេមួយវិញទៀតនោះគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនលើសញ្ញាកិច្ចការនិយាយពីឈ្មោះឬបញ្ជាក់ពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលខ្លួនរស់នៅលើសញ្ញាកិច្ចការនោះក៏ហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ដែរបាទក៏ហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ដែរនៅមានទៀតដូចជាសញ្ញាកិច្ចការយើងរហែកត្រូវតែយកទៅដូរភ្លាមយើងអត់ទុកអារហែកនឹងទេអាហ្នឹងក៏ទៅជាកន្លែងសម្គាល់ដែរឬក៏សញ្ញាកិច្ចការរបស់យើងប្រឡាក់បតិបតាហើយយើងនៅតែទ្រាំតសេះអាហ្នឹងក៏គេហៅថាសញ្ញាសម្គាល់ដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់ហើយស្អីទៅដែលគេហៅថាសញ្ញាសម្គាល់អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលរបៀបតសេះវិញតើយើងតសេះមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកផ្ទាំងនឹងចេញខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគឺប្រឡងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងកលែងវិញ្ញាសានេះគឺយើងដាក់ថាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងយើងដាក់គណិតវិទ្យាចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបើតែងតែក្តីយើងដាក់ថាសេចក្តីអធិប្បាយណា
hay mục chia phùng của bọn ấy đã thật chầm lòng bàn tay bàn tay thì cái đây này tao không đã thì cái đại thứ ai ở trong cái đà này máu cứ mình miền bành hà tê nè mình miền bành hà tê cho bà sân chỉ cần đợt được chia này tao không nhưng cái thằng bệnh đã chầm lòng ấy bà được mang mua cái limit cứ dựng đại chẳng kẹn ní limit chẳng màu hỏi à rồi mang đi mình ở đặt hàng này thế nào đôi chồng dây hàng lớn mấy cứ mà đặt hàng này tết cứ dựng đặt nơi hàng khăn nâng hàng khăn nông bẩn tuột không ai úp này hàng sẽ đam tay cũng đặt chẳng ai pê dù thò ra mang mũi mà đặt tuần này kẹt đi limit này ô chẳng ai chẳng kể hai tháng sinh nhà xong qua lại bẩn tuột mà ưu thò ra mang mũi cỏ limit cái chuyện mũi này ấy cái này độ mũi là lười cái này độ mũi chẳng thể miền tiền sâu là sâu dựng đặt chẳng chắc bà sân chỉ dương mình đồng lòng bẩn tuột á vì nâng chuộp khi đi dương ta xe mình cá chắc dương ta tầm lông chắc một lông ba năm lông mặc bà toát chắc ba bố bà sân dương đạo nâng bà toát đi dương kết mớ bà phía phong ra đi khá phong chắc vì mình chuộp lực khi đi vì à cọ vì lấy miền sầu phong bà đây chắc ca ta xe bèm ní cư mình khóc tiền nó khá dương một lông chẳng ai bị bà toát khám ai bà bà nâng ọt khóc tiền ná cư mình miền bành hà tế cũng phầy nó cũng phầy lực lên dương một xe gần đà lên nè tục à kháng này thông mà nâng từ hai tháng xe nhà xong quả đôi khi đa thì nhà bật top dương ai mà lơ mà tuột chẳng tài nhé dương ai mà lơ bật năng tài bật tay xong bật đam tha bà so sánh mai ấy xây xây nó cứ công đồng lơ ấy dương ta xây chuột chuột khi này là hột mau cứ mà cà la là hột tài bạn chẳng sao động một vinh tha xây nhà sầm quá nó cứ chia xây nhà để thuộc kỳ quá rứ có ạ so rứ có ca cu bẩn tuột nè để miền phân phi ở kỳ trầm nằm bàn ca sổ xe sẽ nhà khoai như được cục sẽ nhà cục ca em xe xe nơi kháng chuyên bằng tuột khám ảnh ní đã lệ cho đồng mang lưu rây lệ thông mặt đa nơi kháng chuyên bằng tuột khám ảnh ní xót tệ ai cho rộp tờ chía sẽ nhà xâm quạt bạn bạn chẳng video clip ní nhưng thật không thân nè tặng ổ khí toàn hỏi ở vây tới đây hai thà sẽ nhà xâm quạt bạn chẳng video clip ní xong mình cho tệ bản nét xong một cuốn hoặc chung thật không thác video ní nâng chui nè tặng ổ khí ban khá chạy chia bằng khan bạn xong ổ